Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Tôi đang đứng ở đây là mặt tiền đường Nguyễn Thị Định. Đoạn này là giao với đường 30 tháng 4. Ở đây là thuộc phường 9, thành phố Vũng Tàu. À, phía đối diện kia chính là sân bay trực thăng á, là hay chở cán bộ công nhân viên đi ra ngoài giàn khoan á. Thì đây là đường Nguyễn Thị Định đây. Nó sẽ vuông góc với đường 30 tháng 4. Đi thẳng vào đây là khu Đại An, rồi có trường học Singapore, trường quốc tế. Thì giới thiệu với quý vị ở đây một cái lô đất bán ở mặt tiền đường này, người ta đang cần bán nhanh. Thì diện tích nó là 4,5 m nhân với 22 bằng đi là 99 m2. 99 m2. Thì giá ở đây là đất ở hoàn toàn nhé, đất ở hoàn toàn và đã có sổ sách hết rồi, không có lo. Giấy tờ pháp lý tất cả các thứ là đầy đủ, rất tốt. Ngày đây là đường bàn cờ. Thế thì giá chào bán cho căn nhà mảnh đất này là 5 tỷ 650 triệu. Ở phía này toàn biệt thự rất là đẹp, cao cấp. Đây, toàn biệt thự thôi. Còn phía này thì phía nhà ống. Đây, toàn biệt thự thôi. Phía bên tay phải tôi là biệt thự. Còn đây là đường Trần Cao Vân đây. Đấy, Trần Cao Vân là cắt ngang nhé. Đây là trường quốc tế Singapore này. Đi thẳng xuống dưới này là đường ông Ích Khiêm. Đó, ông Ích Khiêm. Đi ra kia một đoạn là công viên Đại An. Đây biệt thự đây, biệt thự này đẹp lắm này, đẳng cấp luôn, D13. Đây cái biệt thự ở đây rất là to, hoành tráng. Đi thẳng xuống dưới này là biển, quý vị nhé, biển. Đây. Đẹp luôn, rất là sang trọng. Thì đây lô đất nó ở phía đằng này, phía kia chỗ cây cầu á, cây cầu thì 4,5 m nhân với lại 20, nó gần với lại phía đường Tôn Đức Thắng rồi. Cái biệt thự đẹp mới long lanh luôn. Đây 4,5 m nhân với lại 22. À, giá ở đây là 5 tỷ 650 triệu, quý vị nhé. Quý vị nào có nhu cầu mua ở đây thì alo cho tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video lần sau.